mô. Chiếc bụng không đáy. Hello cả nhà, vậy là đến Hà Đàn Lên. Bây giờ thì là 2 giờ chiều ra. Bây giờ mình sẽ vô gặp anh Huấn để mà thử thách ăn con heo quay ở khách sạn Bamboo. À, và hôm nay thì ba thì nguyên gần hai tuần nay ba nói là ba ăn nhiều đồ ăn ở cả nhà, cho nên ba hơi không muốn ăn đồ ăn dầu mỡ thịt cá nữa, cho nên tối nay nghe sẽ nấu cho ba miếng cháo. Bây giờ mình xin phép vào ha. Em chào anh. Chào anh Hiệp, chào anh Huấn, chào anh Phú. Wow. Hello. Chào Nga nhá. Dạ, chào anh, chào anh Huấn. Dạ, lạnh quá. Em chào Hiệp. Lo anh. Dạ. Đi bây giờ ngủ ngon không? Dạ, em ngủ tới 3:30 em dậy rồi. Ủa, sao dậy sớm vậy? Sáng nay mới lót dạ 2 tô phở to bằng này thôi. Chừng này á, chừng này thôi, chừng này thôi. Chừng này. Mà đấy là mới gọi là lót dạ thôi. Em tém giờ em là sẽ một con lợn. Em có người yêu nên em tém lại. Wow. Đúng rồi, còn lại anh sẽ chuyển người yêu cho. Dạ. Thấy từ xa xa có mấy lợn rồi, mình sẽ thử thách ăn nửa con lợn này nha. Thì một nửa mình sẽ chia cho mọi người, còn một nửa mình coi thử bao nhiêu ký. Coi mình ăn có hết không nha. Đây là thử thách mà mình sẽ ăn với lại anh Húng Hoa Hồng, anh Phú Lê và anh Hiệp. Ok. Chất lượng. Giòn tan. Chắc không giòn đâu. Chắc là giòn. Xa xa là con lợn đã chuẩn bị xong rồi cả nhà. Con lợn này nặng bao nhiêu cân anh? 25 cân hơn à. Ok, lên thớt. Rung quá anh ơi, như là anh em mình đang đi ra đấu trường anh Huấn ạ. Đấu trường này có vẻ là giống như là một cái bữa tiệc ngoài trời vậy. View quá đẹp. View này là quá đỉnh luôn ấy. Tí anh chờ gian bản này về. Xoay tí. Đẹp thế. Xoay cái quả. Bây giờ quan trọng là ra đòn gì đây được đây. Ra đòn là đây, khẩu phần của mọi người đây, còn em là chiến này luôn đấy. À. Rồi anh cho ghế. Căng. Anh ngồi đi. Nó phải là một cái gì đó rất là căng. Tức là, à. Tức là anh Hiệp với anh Phú. Tức là tất cả là mấy anh em với là hỗ trợ em là mình sẽ có phần đúng không? Còn em là. Rồi, nhưng mà em hứa với anh Phú là em vẫn để cái đuôi cho anh lúc này. Nhưng mà chơi kèo này là kèo như nào đây? Tùy anh Huấn thôi, kèo này là anh nghe nói anh Tuấn. Bây giờ ra kèo là em muốn em ăn hết này, muốn tặng muốn cái gì anh tặng cái đấy. À, em ăn hết cái này muốn gì anh tặng cái đấy. Chưa bao giờ ai mà cho em một cái anh điều mà anh cho em. Đấy, đúng rồi. Em có biết lên nữa đâu. Tất cả mọi người nhá. Xin chào cả nhà nhá. Thế là hôm nay được mình chưa bao giờ được chứng kiến ai mà ăn hết 3 cân thịt lợn chứ nói gì con lợn mười mấy cân. 25 cân. Con lợn 25 cân luôn đấy. 25 cân. Đấy, 25 cân luôn. Mà em Nga sẽ để phần cái này cho anh Hiệp và anh Vũ anh Huấn là chỉ ăn một xíu thôi. Còn hôm nay là sẽ được chiêm ngưỡng. Hôm nay mà Nga mà ăn hết cái đoạn này một yến như này thì Nga muốn cái gì là anh tặng Nga cái đấy. Mà anh sẽ nhận Nga là sư phụ, sư phụ, sư phụ. Từ mai ra đường gọi là sư phụ luôn. Anh nói rồi em là Nga sung mô là được. Em nhưng không được cố nhá. Dạ không cố. Dạ, không được cố. Nhưng mà ăn ngon không? Ngon. Nếu mà con lợn á, nếu mà mình quay á, đa số cái phần nách, cái da sẽ không có giòn. Cho nên nếu mà Nga ăn chúng lúc nào không giòn thì xin phép là cho Nga không ăn nha. À. Dạ, cảm ơn gia đình nào. Rồi, trước tiên là cũng xin cả gia đình và Nga sung mô và em Huấn Hồng và tất cả mọi người cũng cảm ơn rất chân thành đến khách sạn Bamboo. Cảm ơn đến người anh em là người anh em là ông em gì mà ông em gì mà quản lý đây nhỉ? Anh Trường. Rất là nhiệt tình. Dạ, Trường đây. Đây. Rất cảm ơn người anh em là tài trợ bữa trưa nhá. Rất là tuyệt vời, rất hiền lành, rất tuyệt vời. Cảm ơn. Cũng thay mặt cảm ơn tất cả đội ngũ nhân viên của khách sạn Bamboo. Đấy. Và hôm nay thì trong kia thì khách người ta ăn đông quá là mình phải ra ngoài này nó nắng một tí. Đấy. Ở đây view rất là đẹp. Đây có hơn 100 phòng thì có đầy đủ hết tất cả các tiện nghi. Về giá cả mọi thứ thì ok. Đâu, bây giờ bắt đầu nào. Ok, thì Nga cũng xin phép là chào đại gia đình của Nga Sumo. Em cảm ơn anh Huấn Hồng, cảm ơn tất cả mọi người, anh Phú, anh Hiệp, cảm ơn chị Hương
chị đang live stream cho nên là không có vô tiện vô khung hình cả nhà. Nhưng mà cảm ơn Bamboo khách sạn đã tài trợ cho anh em mình có một bữa ăn rất là ngon. Và điều đặc biệt hơn nữa là mình ngồi với lại anh em bạn bè trên một cái view quá là tuyệt vời cả nhà. Thì còn gì bằng hơn nữa thì thôi anh em mình khai đao. Khai đao. Nhưng mà được cái là anh ơi, anh có thể giúp em chặt con cái phần này của em ra không ạ? Thì bây giờ bà ảnh sẽ chia phần đây, cho mình biết. Đấy, anh cho em mượn mấy cái dĩa để đựng cho mọi người luôn ạ. Mình sẽ kìm những cái dĩa lớn nha. Rồi anh đầu bếp sẽ chặt chỉ cho mọi người coi nha. Thì anh cứ chặt rõ ràng nha, đều nha. Ở trên cái mâm đó thì không có con heo nào đâu ha. Ok, bây giờ anh mang vào để anh chặt. Đấy, có dĩa của mình. Rồi. Thì anh cứ xếp cái phần của em ra một dĩa riêng của em để em hết thôi. Em mừng tuổi cho bác đầu bếp. Đấy. Bác cái chặt ngon nhá, đừng. Mới vừa thấy cái dĩa ta. Mừng tuổi là không được chặt, không được bớt lại miếng nào đâu nha. Bây giờ là sẽ lấy thêm cho em một cái mâm riêng của em nữa để em đựng cái phần của em. Đấy. Cuối đây đây, bây giờ là bắt đầu là chặt. Chặt ra nhá, Canamen nhá, nhìn nhá. Chiếu cận cảnh mọi người coi nha. Cận cảnh em sát vào mấy con lợn to như nào, đấy. Con lợn to bằng người. Wow. Cái này mà anh Phú ăn hết cái này là em tặng cho anh Phú 100 triệu. Anh Phú ơi, kết hợp không anh? Kết hợp không? Đấy. Quán đi nó đoán được cái mức độ ăn của anh rồi. Wow, nghe tiếng dạ đã nha. Giòn thế. Mình sẽ xếp. Mình sẽ xếp ra cái phần của mình ra một cái dĩa. Đây là vừa có live stream. Đây là bỏ cái này của mình ra cho Nga vào cái dĩa luôn đi. Không, đã đang lấy à. Đấy. Dạ. Mình sẽ có động lực rất là nhiều. Các bạn đang ủng hộ mình. Để lên đây là cả cái mâm đi, bỏ miếng của bỏ. Dạ, cái miếng nó chưa chặt, cái để xếp sau đi. À. Anh cho em mượn cái dĩa. Đây. Bỏ hai cái miếng này ra. Đây. Dạ. Bắt đầu bếp bỏ hai cái này đây. Anh mà không cần bỏ mấy cái lá nó vô đâu, xếp thành một phần. Đấy, bỏ hai cái miếng này ra, còn anh xếp tất vào cái mâm đấy là được. Đừng có ướt nó thì cái da heo quay nó mềm để uống lắm. Anh bỏ cái lá đó ra. Dạ. Không cần ha. Bỏ hết lá, bỏ hết chuột. Đúng rồi. Để cả miếng luôn chứ. Dạ, miếng dọc chặt thêm dọc cái nữa. Em gặm cho nó dễ. Đấy. Đấy, anh chặt dọc ngang cái nữa thôi. Nát không? Tay nghề này điêu luyện nha. Bữa nay anh Hải đang gấp rút để chuẩn bị nhà cửa đón chào tất cả các anh em bạn bè từ mọi miền đất nước về, cho nên hôm nay anh đã đưa mình cho chị Hương, chủ Mambo, đưa mình cho chị để chị Hương chăm sóc mình. Ôi, dĩa ra rồi, mình sẽ xếp đủ cái phần heo của mình nha cả nhà. Đấy, thì hồi nãy Nga có xin phép nếu mà phần nào quá dai thì Nga sẽ không đụng tới. Còn mình sẽ suy nghĩ, anh Huấn cho mình một cái điều ước là mong ước gì sau khi nếu hoàn thành thử thách này để mình đang nghỉ. Được, đang nghĩ đến phần chiến thắng rồi đấy. Đang nghĩ anh Huấn đang cái gì? Nhậu chiến thắng chưa? Tự tin chưa? Nhậu chiến thắng chưa? Tự tin chưa? Còn anh thì một lời thôi, em cứ chiến thắng đi. Dạ. Muốn gì tặng đấy. Ok anh Huấn. Trừ trường hợp anh. Ok anh, em cũng không dám nhận anh Huấn. Bé Linh thấy được chết em. Dao bén nha. Cái đùi cái mông của nó bự. Đây, của Nga xếp vào này. Đây đúng rồi, đây giờ có dĩa đây cả nhà. Xếp đẹp cho cả nhà xem luôn. Ui giời. Đây. Cái dĩa này tí mà em ăn đây, xong đẹp. Cho em cái gì cho em mang về nha. Để bữa nào đi ăn cơm. Thôi tí nữa là anh sẽ xin khách sạn một cái đĩa để làm kỷ niệm. Dạ. Đấy. Cái này bây giờ mà mình có cái cân, mình cân lên luôn nha. Mình coi thử bữa nay mình ăn con lợn này bao nhiêu cân nhỉ? Chắc là phải cả yến thì. Nhà mình cân bé không nhỉ? Cả yến là bao nhiêu anh Hưng? 10 cân đấy. Ồ, 10 cân. Cân bé không đủ. Cân bé không đủ. Cân 5 cân. Không đủ, 5 cân không đủ đâu. Không đủ không sao đâu. Mình ăn sức mình như mình ăn thôi. Đâu, có cái cân 5 cân không em dai cho anh mượn? Để cân 2 lần à? Cân mỗi 1 lần đâu. Một lần thôi không sao đâu. Anh thì chạy bàn không? Cân bếp à? Rồi, anh chặt cái đó làm 3 cho em nữa là xong. Anh đầu bếp làm gì mà ai cũng né. Em là phải tiến gần. À. Quay mà cái thịt heo chặt ra mà nước nó ngập như vậy. Đây còn đây 4 miếng nha. Mình phải thật thà. Đấy. Ui giời. Lê luôn anh. Cái đuôi để cho anh Phú Lê, lấy cái phần đuôi này, anh Phú Lê thích, nó thích cái đuôi lắm. Đấy. Rồi, rồi, okay. Rồi. Rồi, còn cái này luôn.
anh giúp em bỏ. Đấy. Ăn được hết con lợn này cũng khá nhiều đấy. Em ăn được miếng này chắc là đi thấy. Đấy, mọi người xem thử thách này. Ai, rồi. Em tự bê luôn nha. Rồi, rồi vào vị trí. Oh my god. Chụp với mình luôn em ơi. Anh ơi, đỡ em nặng quá. Rồi, okay. Ra vào vị trí, đâu. Em đi bước nè. Đấy, anh cũng chặt ra cho mọi người luôn, tại mọi người dễ dễ cầm. Đây. Dạ, chặt ra giùm em với. Này, Nga này thích là được ăn là phải được anh Phú, anh Huấn với anh Hiệp cổ vũ. Đấy, rất tuyệt vời. Với tư cách là thánh ăn trực là tôi xin phép cuộc chơi xin phép được bắt đầu. Đấy, em cũng mời đại gia đình đợi mọi người lên. Nào, em cứ... Bao tay. Chưa đi. Em cứ lên ngôi đi, xin đừng rung và không đừng sợ. Không bao giờ phải rung và đừng sợ, nha, có cái anh đỡ rồi. Này. Rồi, có cái anh đỡ rồi, em cảm ơn ạ. Khăn, lấy khăn này nhá, lấy khăn này đâu. Dạ, cái gì cũng được anh ạ. Anh gì có giúp. Rồi, đây. Chuẩn bị tư thế này, chuẩn bị vào cuộc nhá. Dạ. Đây em. Ồ, quá tuyệt vời, thấy chưa? Okay. Được mọi người chăm sóc luôn, còn gì bằng. Đấy. Thôi, vậy anh ạ. Cung kính không bằng tuân lệnh nha, theo ý mọi người thì em sẽ xin phép ăn trước, còn mấy anh ăn từ từ. Ba bùi. À hôm nay 25 cân. Hôm nay cháy phòng rồi, em nếu muốn ở, em lên đây ở thì em phải gọi đặt trước. Hôm nay ở đây hết phòng rồi, anh lấy phòng cho mấy đứa em anh làm gì có. Giòn đấy anh. Em phố nước nước miếng mà. Nói lại cười. Ước chỉ ăn ngon này được rồi. Mình chỉ ước mình ăn ăn cái gì được ngon. Nghe có vẻ. Hả? Nhìn là ngon lắm rồi. Đây là thử thách. Cố lên em. Cái da giòn mình. Nước chấm à? Đã có. Cái này mình có nước chấm của Sapa TV nhờ. Chấm chéo. Bị chấm nước. Chấm chéo nhà xa. Em gái ơi, cho một cốc Coca nhá, cho một lon Coca cốc. À đây, đưa đây. Con gái đi em một tí à. Vâng. Tiếng phải không? Mọi người vàng anh Tiến đi, Tiến điện. Anh em hỏi đặt phòng, bảo đặt phòng thì gọi tổng đài ấy. Chứ mình. Cái gì? Bảo gọi hotline của em. Ok. Cái gì mà anh mà ăn được hết bằng ngày á? Anh Phú ăn hết bằng ngày em tặng anh 100 triệu. Không ăn hết được. Anh chơi không? Tôi báo cáo anh em đấy, một cái cục này đã là quá tải rồi đấy, một cục góc này thôi. Một đấy phải hơn cân rồi đấy. Cái chỗ này tôi với anh Hiệp là vì chắc là hai anh em ở chỗ này. Đánh ai xương nước của em đi nhá. Thế dạ. Có cần mấy cung nước đâu? Dạ em cần á. Ok. Em cho anh có Coca nữa. Rồi anh ơi, mình vào việc thôi. Rồi. Dạ, em mời mọi người vào việc nhá. Huấn nha. Dạ. Đưa Huấn kia. Em ăn ủng hộ à? Rồi, cái đó bao tay đi chứ. Rồi, tôi bao tay. Đây là cuộc cậu ơi, cậu vào, cậu set up cho mọi người ăn cơm giúp anh. Dạ. Dạ. Ông mọi người xem ở trên kênh của mình thì mọi người không nên nói lung tung nhá. Bởi vì em Nga là Việt kiều sống bên Mỹ, không phải là em ấy thế nọ thế kia mà ăn nhiều hay nọ thế kia. Mỗi người có một cái tài năng, mỗi người có một cái năng khiếu, mỗi người có một cái đam mê khác nhau. Nên là mà đây là không phải là vì cái gì cả, mình chưa thấy ai ăn được nhiều như thế thì gia đình thì mình muốn chứng kiến tận mắt thôi. Trên quay trên mạng này mình cứ sợ là cắt ghép mới là bịp. Nhưng hôm nay mình ngồi từ sáng rồi, theo dõi này. Mình ngồi đây với Nga Sumo với anh Hiệp thì làm chủ yếu Nga Sumo nó dỗ cho mình với anh Hiệp ăn thôi. Anh sợ. Dạ. Ổn ăn đi. Nga Sumo cố lên. Dạ. Cố lên. Cố lên. Vâng đấy, nhỏ giòn đấy. Cố lên nào em, tí lấy phần thưởng. Ui, dạ. Còn đĩa nữa à? Sao có hai miếng thì ba đĩa luôn à? Ui dồi ôi. Đấy, mỗi ông một đĩa. Ui dồi ôi. Anh Huấn kia, anh Huấn. Đây của anh đây rồi. Ăn đi. Con lợn 25 cân thì Nga ăn khoảng tầm 18 cân. Ui cái nữa.
khả năng Nga ăn này chưa đủ đó, cho Nga đi ăn nữa. Không đâu anh à, anh ơi anh à. Nên đợi, đấy. Thử. Ngon. Ừ, giòn. Giòn nhưng ngon. Các phần gai mà. Nhờ ông đầu bếp phải quay lợn giòn thật. Dạ. Cảm ơn bác đầu bếp nhá. Đây là khách sạn gì nhỉ Huấn nhỉ? Bamboo. Anh cái phần gai này em sau này em trên bếp không ăn được thôi. Bây giờ. Gai vào. Không ăn được rồi anh. Nhờ gai bỏ. Rồi ok. Anh thịt mãi đỉnh. Đây anh em đang phục hồi mãi đỉnh. Ăn khi ở khách sạn Bamboo. Cố lên nào anh ơi. Cố lên. Anh ơi cố lúc nào bảo cần thì em giúp đưa em miếng nhá. Giòn đấy. Cố lên nha. Cố ăn đi các bạn. Anh Hiệp đã bao giờ thấy ai ăn được bằng đấy không anh? Chưa. Nga thích cái gì, đồ gì Tây Nguyên thì anh Hiệp tặng. Em hả? Em thì em chỉ thích ăn thôi à. Con lợn 25 cân thì ăn. Con lợn 25 cân thì chắc em Nga không thích gì khác mà ăn. Dạ. Hôm nay về Hà Nội nè, ăn thử xem hết bao nhiêu con cuồng đế nhá. Dạ. Về nhà đúng không? Dạ, về nhà dạ. Anh ăn thử hết bao nhiêu con cuồng đế nhá. Dạ vâng. Không bị ngấy à? Ngon lắm rồi. Ngon à? Ừ, mãi ăn rồi. Bạn sợ bị đoạt giải à? Đây. Chắc là được miếng nữa là ngắc ngứ mà. Chắc là được miếng này đó mọi người đúng không? Tất cả mọi người chắc chỉ được miếng này thôi. Nếu mà nói về người Việt Nam chắc là không ai vượt qua được em Nga. Ừ. Nhiều người giỏi lắm không em. Em chỉ là một người làm về ẩm thực thôi. Chứ còn để mà giỏi thì em chắc chắn là em không giỏi. Đây cái xương. Thích ẩm thực lắm. Có chuyện nào. Nhưng mà em có bao giờ thích ăn những cái đồ cay cay của nước bạn không? Có ăn, em cũng ăn. Đồ cay ăn được à? Vâng. Nhưng mà sao uống được nó nuốt luôn ấy. Ngồi chảy mỡ ngon. Uống rượu mà mình sợ hôm qua uống cái rượu ấy nhỉ. Anh nhậu anh không có đối thủ đâu ấy, nhưng mà anh nhìn em mà anh sợ. Là nhận làm đồ đề được chưa? Mẹ luôn nếu mà nhậu. Nhưng mà anh chỉ tin có khi cái này em ăn được. Nhưng mà anh không bao giờ tin em ăn được quá ba con cuồng đấy. Em ăn hết ba con cuồng đấy là ăn lại mất sáu gà. Một cuồng đấy mấy cân. Cái cảnh này là cái cảnh giống ngày xưa bố mẹ mình cứ thấy ăn được nhiều quá đầu là thì nuôi cái thằng đấy về để dỗ cho những thằng khác ăn. Mấy cái bồ đang dỗ anh em ăn đấy anh. 4 cân. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là em Nga Fumo đang ăn thi với một mình em Nga chấp ba anh luôn. Mà có lợn 25 cân mình em Nga ăn 17 cân rồi. Ngon. Cảm ơn. Nếu em Nga này mà ăn gà đen chắc hết một đàn luôn đấy nhỉ? Một đàn đấy. Còn thêm rau củ quả nữa. Đấy, cũng ngon rồi. Không cần rau trồng ấy à? Dạ không cần. Không cần luôn à? Mình chơi lớn mà. Anh em bảo rằng anh em mình đứng ngoài thèm nhưng vào ngắt được miếng là ngắt thôi mà. Ngoài đứng mình nhìn nó ăn mình không nuốt được miếng nhỉ? Nhưng mà mình vào mình ăn chắc được miếng thôi. Nhưng mà không cần mình. Ăn mà còn ghẹo á. Mấy giải thưởng đi em ơi? 1/3 rồi. 1/3 đấy mà anh em còn chưa hết cái cục này đấy. Chắc là ngắc ngứ rồi. Nhìn tốc độ này là vẫn chắc được miếng nữa thôi. Tốc độ này chắc chán rồi đúng không? Đây dạ. Này còn của anh Hiệp với anh Phú vẫn còn 2 đĩa nữa đây này. Ngắc ngứ rồi đúng không? Ngấy quá. Thanh niên này toàn
đâu cực không à. Cuốn nó nắng rồi. Cuốn nó nắng rồi. Nga chị nghĩ ra kèo rồi nha. Dạ. Kèo ăn cuông hoàng đế thoải mái. Cuông đế nó không ngấy bằng cái nợ đấy đâu. Mà nó vỏ nó nhiều em ạ. Nó bảo là ăn có 70 cân cuông hoàng đế thôi. 70 cân. Ba người thi đấu với nhau. Dạ. Con lợn 25 cân thì em nghe. Em đưa cho ăn mọi người không ai lấy. Mày zoom ra đây cái miếng thịt nó to không mọi người, nhìn cam ra xa mọi người lại tưởng là con lợn lợn con. Con lợn 25 cân. Đấy mọi người chịu. Con lợn 25 cân. Nó ra. Dạ dai. Dai không được. Đây này, cái miếng da đây này. Đấy đấy, ở cái bát. Ném nữa lại ăn vô cái cây que xiên à. Dạ. Thế gì? Thế ham vui. Chấm vào cái gì thì ăn này không ngấy lắm. Con này 25 cân, đầu bếp đã cân nhá. Báo cáo anh em đấy, một miếng này là tôi xin phép. Đầu hàng chưa anh? Hàng rồi. Đưa cho anh tờ giấy ăn cuốn một cái đũa. Hàng rồi. Một anh đã hàng, còn lại anh nhập với Huấn. Đây miếng mỡ nào. Em thích ăn theo kiểu này nè, miếng mỡ này em ăn vậy nè. Chị Hương ăn mỡ không? Anh đang ăn mỡ không? Không ăn mỡ anh. Ăn thêm rau vào cho đỡ ngấy anh. Đúng mình. Đây là làm cái gì? Uầy. Đồng hàng tiếp chưa? Cái gì ngài? Anh ơi em ăn cái da nhá. Anh ăn. Nghe ngoài đời được 45 cân này em. Vâng. Có 45 cân nữa nhá. Mọi người nhá. Ăn no là 45. À, ăn no là 45. 44. Sáng ngủ dậy là 44. Mấy cân này mà lên được 1 cân nữa. Đúng rồi. À, con lợn bằng người mà này. Thế mới giỏi, con lợn gần bằng người mà này. Chị Quang từ tạp. Chị Phong ba rồi. Anh Phú, anh Hiệp là chán. Anh Hiệp đầu hàng nha anh. Anh Phú là đầu hàng đầu tiên. Báo cáo, cháu xin phép. Cháu kéo là cái này dai nha. Đầu hàng thì phải gọi sư phụ Nga đi anh Phú ơi. Em ạ, sư phụ Nga. Em ạ, đại ca Nga. Em mà anh Phú. Anh thì vẫn ngồi với em. Rồi em anh ngồi đây anh hỗ trợ. Vâng. Ngồi chơi với em. Ơi miếng thịt to như này. Anh không biết với em chắc anh không sẽ béo này đấy. Anh mình dày quá. Anh Phú đầu hàng rồi. Còn anh Hiệp thì Huấn vẫn chưa đấu. Ngồi tới cùng. Ừ, anh Hiệp ngồi tới cùng mấy con. Một miếng này là gần 1 cân em nè. Một miếng gần 1 cân đấy. Zoom lại một miếng này gần 1 cân đấy. Miếng thoải mái 1 cân luôn. Vẫn ăn vẫn nhìn vẫn ngon. Bamboo này đang nâng cấp thêm một cái thêm tiếp tục một cái bể bơi 4 mùa ở dưới hầm đó, cái tầng hầm đó. Lúc nào mà các em quản lý lúc nào mà gần khai trương nhá, là nhớ gọi anh lên nhá. Nên để anh xông cái bể bơi đầu tiên đi. Anh cả quả nữa à? Đã. Ví dụ bây giờ anh Hiệp với Huấn vào đầu hàng lốt thì Nga có phải ăn tiếp không? Vẫn ăn tiếp. Không, vẫn phải ăn tiếp. Vẫn ăn hết rồi. Em không giờ bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Thế này dài thôi anh ạ. Ôi, nhìn nó ăn mình cứ nước miếng mà mình không ăn nổi. À bây giờ mình biết cách ăn rồi đấy. Không ngấy đâu. Ăn ghém đúng không? Ăn ghém với rau. Mình biết rồi, chả thấy cục kia trôi rồi. Hàng luôn. Anh Hiệp vẫn đang ăn rất tích cực. Anh Huấn mở này. Anh Phú thì thôi đầu hàng rồi, giờ mặt nhăn lắm rồi. Lại ta càng mỡ càng thích. Dạ vâng. Đúng rồi. Bảo là ăn 4 cân mỡ lúc. Càng mỡ càng thích. 3 cân à, 2 cân rưỡi à. 4 cân cho em chết.
Thế là máy mấy em? Máy em không quay được đâu. Được. Bám bớt cái không cần thiết đi. Ừ, em cảm ơn chị, tại tay em đang dính. Cảm ơn chị nhiều nha. Anh có một đĩa này cơ mà. Ôi giời ơi. Hey. Hey. Lên sức. Xem nơi dính cái que. Đây này anh em mà. Không cứ ăn hết được. Ngay từ đầu đến giờ. Đấy, khoảng 30 phút rồi đấy. Chưa được. Con nâu anh. Mình nâu anh ấy. Tự nhiên con nâu ấy bay vào mắt mình nhỉ. Em ơi, cho bảo em nó dọn vậy. Dạ. Ui dồi, chưa bao giờ anh ăn hết bằng đấy luôn đấy. Ngấy lắm rồi. Dọn giùm chị cái em cái dĩa đây cho em cái dĩa mới. Có một cái đĩa mới. Đây. Cảm ơn. Phải ăn trong dĩa luôn các bạn. Cái dĩa to luôn. À. Đúng rồi, chơi luôn. Đấy. Chơi luôn cái đây luôn. Ui ơi. Ngon cực, đúng không? Vô cực luôn. Ở ngoài này là ăn mỗi cái da. Cái da này mà lúc mà chặn lên liền là ăn liền. Dạ. Thật ra đây không phải cái da này là khi mình chặt ra cái đĩa này nó dính cái nước này là nó mất cái giòn. Nếu mà những người khác thì gia đình mình sẽ chơi cái kèo là thưởng tiền đấy. Nhưng mà với Nga thì khác. Nga thì lại không thiếu kinh tế. Đâm ra là nếu mà liên quan đến tiền thì người ta lại suy nghĩ là thế nọ thế kia. Nên đâm ra là hôm nay là quan trọng nhất là cái sở trường của em muốn cái gì cũng được, hiểu chưa? Ngoại trừ anh. Hả? Bỏ của chạy đến người thôi. Ngấy chưa? Dạ, sợ chưa? Dạ, chưa. Chưa ngấy. Ui giời. Ăn hết thì sẽ được Huấn tặng một món quà do Nga tùy chọn. Dạ. Trừ người ra. Dạ. Trừ cái thân thể. Tặng em Nga bởi em chua hoàng đế. Càng mỡ lại càng ngon. Muốn phát hết à? Ui giời. Nổi đáy ốc kìa. Ui mà.
Thôi mình ơi bỏ. Mắt thì bỏ. Đây nha mọi người nha. Khách sạn Bamboo Sapa đây nha. Anh Phú đầu hàng này không mà vào kia lại ra tiếp rồi. Ngân sao rồi? Kêu gọi vào bảo bán bắt cái cơm cá kho nhưng mà ăn sao chứ anh. Cái này xương nha. Nha. Còn một miếng nữa thôi. À. Hôm nay là miếng cuối cùng. Có miếng nước lấy tinh thần nha. Anh, cổ vũ cho ra còn miếng cuối cùng anh Phú. Thắng rồi. Thắng rồi nha. Chưa đâu, mình hết mình mới tính được. Đấy. Dạ, cái này dạ. Ấy. Con gái. Con gái nữa. Ba bé luôn. Ba bé. Trời đẹp gái vậy. Mắc cỡ quá. Ngồi tiếp. Còn hiểu rồi yêu. Ờ. Chạy đi. Nói chung là 7 cân rồi, chỉ còn 1 cân cuối cùng. Việt Nam mà sợ gì? Quất. Quất. Giờ mình về ăn. Ăn thì chiều ha. Nên như ta mày vào ăn cơm đi. Anh em vào cho ăn cơm, bàn cơm đi. Chán lai rồi. Chán lai rồi, không đi tiếp rồi. Ăn sợ chán. Ăn phần mỡ trước anh ạ. Chán rồi không con? Ăn cơm cái gì cho con? Cho tụi ảnh đi trả. Nè không à, cái phần này cái phần mông á. Đấy, gần. Đấy, phần mông. Con đuôi. Ok. Thôi im lặng chứ hả? Đã hồi hộp. Hồi hộp trời em ơi, cuối cùng. Thôi. Thôi, tôi cũng bảy con cuồng đấy. Ừ. Nhà mình hay quay con đấy chị. Vừa tầm. Sau vụ này chắc chắn anh khỏi ở Bamboo rồi. Sao vậy? Anh em mình ra cái hết buffet người ta, hết con lợn. Lên Bamboo em ăn bao nhiêu lợn anh mua xem bấy nhiêu được chưa? Ui giời. Đây. Ông quản lý này được đấy. Nhìn em ăn thôi. Anh có thấy phê rồi đó. Đấy. Anh quản lý anh quản lý tuyệt vời nhỉ. Này khoái rồi nha. Khoái đấy nhá. Thần nào mà Bamboo đông khách cả đúng rồi. Ừ, tiếc mỗi điều đó. Thần nào mà là Bamboo đông khách là đúng không nhỉ? Anh là mẫu người của em. Nha. Dạ. Thảo là Bamboo đông quá là đông anh nhỉ. Không đặt phòng trước là không có khách. Nhiều khi là trường đó là không có phòng cho master ở luôn. Không có phòng cho giám đốc ở luôn. Phần nạc phần em ngán nhất luôn á. Chỉ thích phần mỡ á. Ăn mỡ luôn mềm. Thôi, thua rồi. Còn nghe đây. Ừ, đang đâu? Đứng lên nhảy cho thịt nó tuột xuống. Thịt nó tuột xuống này. Lắc ra là xuống ngay mà. Vào vị trí chiến đấu. Ồ, đứng à. Lẹ đó. Nạt quá hả? Này nãy em không cân lên rồi, em coi thử cái khả năng của em bữa nay ăn được bao nhiêu chứ lúc trước là nhiều á, hồi nãy từ con nói hồi nãy theo thời trạng là khoảng mấy cân? 2-5 cân. Không, 2-5 cân thì khúc đó đó. Thật khúc khoảng 8 cân đấy. Nguyên là 8 cân. Hai năm cân thì nó còn khoảng 10 mấy cân, thì mình bỏ cái đầu nữa nó còn khoảng mấy 2 miếng của anh em mình nó còn khoảng 8 cân thịt, cả xương. Yeah.
khoảng 2 cân xương đi, còn 6 cân thịt. Ui dồi ôi. 10 người ăn làm sao được hết đấy anh. 10 người không ăn được hết con. Sao anh em 10 người ăn hết con lợn đấy? 10 người ăn. Báo cáo đã hết. Đây là xương nha. Còn miếng nữa. Vâng. Đã hết. Chính xác nha. Con ạ, mẹ Nga. À, anh ơi, em chưa hết được. Thật sự ngán nhất là miếng cuối cùng. Trứng là hình như trứng nhiều lắm anh ạ. Nhưng mà trứng gì đó. Ấn sợ chạy. Mấy chục quả. Hết luôn rồi. Rồi, hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Hết luôn cái lợn. Rồi. Hết là ăn xong là đã nghĩ ra quà chưa? Để yêu cầu anh Huấn. Bây giờ trong đầu em chạy có hình con lợn quay, muốn quay quay cái đầu em luôn. Giờ còn nửa con ăn được không? Em mà ăn được nữa thì em phải đi thi không? Cấp hành tinh em ở một cái hành tinh nào không phải còn ở trái đất không? Nó mà ăn được nữa thì cho cái tên đường bay. Yeah. Thật sự luôn á. Em chơi một mình em luôn không phải chơi với em luôn đi. Vào đây, vào đây. Chúc mừng em. Ôi à. Chúc mừng. Hết rồi nha. Rồi câu trả lời cuối cùng với Huấn sao? Anh đâu ơi, anh đâu rồi, anh vào đây nè. Anh vào việc cái nào. Không thấy bụng đâu à? Rồi ok. Hạ thế nhỉ? Vào việc. Như đây hứa là từ bây giờ là gọi là sư phụ Nga. Ôi, sư phụ Nga, sư phụ Nga. Em không dám nhận những điều đó. Nhưng mà anh em mình vui là chính thôi, cả nhà chứ cũng. Thế bây giờ em muốn nhận món quà gì là anh đáp ứng hết. Anh cho gì em nhận cái đó. Chứ em không đòi hỏi, từ trước giờ em cái tính em không có đòi hỏi. Rồi. Thế anh tặng anh cho em được không? Không. Bảy con cua hoàng đế đó. Cua hoàng đế nhá. Được. Chấp nhận. Chị ăn ké với. Ok, được. Cho suy nghĩ từ nay đến hôm về Hà Nội. Dạ, được. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại mọi người ở Hà Nội nhá. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. À, nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.